Xin chào em. Năm trước á, cô đi dạy thì có một học sinh có một câu hỏi rất là ngây thơ đối với cô như thế này. Thưa cô, gia đình con vừa mới đi xét nghiệm máu xong. Bố con có nhóm máu A, mẹ con thì có nhóm máu B, nhưng mà con lại có nhóm máu O. Vậy thì theo cái bài số 1 mà con mới được học á, là con có cái tình trạng không giống bố cũng không giống mẹ. Vậy thì con có phải là con ruột của bố mẹ con hay không? Thì cả lớp lúc này mới phá lên cười. Vậy thì theo các em trên thực tế thì nó có xảy ra hay không? Vậy thì chuỗi thí nghiệm của Mendel và quy luật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được cái thực tế này. Chúng ta sang bài số 2, lai một cặp tính trạng. Nội dung của bài học chúng ta bao gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là thí nghiệm của Mendel và phần thứ hai là Mendel giải thích kết quả thí nghiệm. Như hôm trước chúng ta đã học, trước khi nghiên cứu là phải có đối tượng. Đối tượng của Mendel chính là đậu Hà Lan. Và chúng ta nhắc lại vì sao ông ta sử dụng đậu Hà Lan để làm đối tượng nghiên cứu. Cái thí nghiệm của Mendel diễn ra như sau. Cô sẽ nhắc lại một số cái khái niệm, ví dụ như là hoa lưỡng tính. Hoa lưỡng tính là hoa mà trên đó vừa có cơ quan sinh dục đực, vừa có cơ quan sinh dục cái. Cơ quan sinh dục đực là nhị và cơ quan sinh dục cái là nhụy. Tự thụ phấn là hiện tượng hạt phấn của nhị rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó. Tuy nhiên á, Mendel muốn loại bỏ cái tự thụ phấn của hoa đậu Hà Lan. Ông ta muốn quan sát xem da phấn của hai cây có màu hoa khác nhau như thế nào và ông tiến hành như sau. Đầu tiên á, ông tạo ra hoa thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng, về màu sắc của hoa. Ông ta tiến hành là sẽ cắt bỏ cái phần nhụy của hoa màu đỏ này đi. Thì bây giờ nó sẽ không có cơ quan sinh dục đực nữa, thì nó chỉ còn lại phần nhụy thôi. Nó sẽ là cây được chọn làm mẹ. Bước thứ hai là ông tiến hành giao phấn. Giao phấn là hiện tượng mà nhụy của hoa này rơi vào đầu nhụy của hoa khác. Ông ta chọn một cây đậu có hoa màu trắng. Ông ta lấy phần nhụy, ông ta rắc lên cái phần nhụy đỏ. Và khi giao phấn thì ở cái thế hệ F1, ông ta đâm hoa màu đỏ. Sau đó, cái bước thứ ba là ông ta cho F1 tự thụ phấn. Có nghĩa là ông ta lấy hoa ở F1 màu đỏ, ông ta cho lai với F1, được chưa? Thì ông ta thu được kết quả là 705 hoa màu đỏ và 224 hoa màu trắng. Khi mà ông ta tính tỷ lệ hoa đỏ và hoa trắng, thì chúng ta lấy số lượng của hoa đỏ chia cho tổng số hoa là 705 chia cho 705 cộng 224 thì nó sẽ ra tỷ lệ tương tương đương với lại 3/4. Tương tự với hoa trắng sẽ ra tỷ lệ tương đương với lại 1/4. Vậy thì tỷ lệ hoa đỏ chia cho tỷ lệ hoa trắng nó sẽ xấp xỉ là 3 hoa đỏ và 1 hoa trắng. Thì chúng ta nhìn vào cái hình ở F2 á, cô cũng đã thể hiện là 3 hoa đỏ và 1 hoa trắng. Được chưa nào? Ông ta tiếp tục làm các thí nghiệm khác để kiểm nghiệm lại coi thử là mình đã làm đúng hay chưa. Đối với tính trạng của chiều cao của cây, thì ở P ông ta cho cây cao, ông ta cho lai với lại cây lùn. Ở F1 ông ta thu được là 100% cây cao. Và sau đó ông ta lấy cái cây cao F1 này ông ta cho lai với nhau. Thì thu được là 787 cây thân cao và 277 cây thân lùn. Tương tự nếu mà các bạn tính tỷ lệ thì nó cũng sẽ cho ra tỷ lệ là 3 cây thân cao và 1 cây thân lùn. Về tính trạng màu sắc quả cũng sẽ cho ra kết quả tương tự. Quả xanh lai với quả vàng ở F1 cho ra 100% quả xanh. Ở F2 cho ra 428 quả xanh và 152 quả vàng, cũng là tỷ lệ 3 quả xanh, 1 quả vàng.
Để các em dễ hình dung á, thì cô đã biểu thị cái kết quả này thông qua cái bảng như sau. Thì trong đó B là cặp bố mẹ xuất phát, F1 là thế hệ con thứ nhất và F2 là thế hệ con thứ hai. Tỷ lệ về kiểu hình giống như lúc nãy chúng ta đã tính toán, đó chính là ba hoa đỏ, một hoa trắng, tương tự sẽ là ba thân cao, một thân lùn, ba quả lục và một quả vàng. Vậy thì các em thấy nè, cái màu sắc hoa đỏ hay là hoa trắng hay là thân cao hay thân lùn, quả lục, quả vàng là những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Vậy thì chúng ta gọi đó chính là kiểu hình. Vậy thì các bạn hãy nêu ra cho cô được cái khái niệm thế nào là kiểu hình. Được không nào? Kiểu hình là tổ hợp các cái tính trạng của cơ thể. Vậy thì các em hãy quan sát cái bảng này một lần nữa. Các em nhận xét cho cô. Thì ở F1 cho ra hoa đỏ và hoa trắng, ở F1 chúng ta chỉ thu được cây hoa màu đỏ thôi. Tương tự, thân cao và thân lùn, F1 chỉ thu được thân cao, quả lục và quả vàng, F1 chỉ thu được quả quả lục. Vậy thì cái tính trạng vừa biểu hiện ở F1 thì chúng ta gọi đó là gì? Đó được gọi là tính trạng trội. Còn cái tính trạng mà ở thế hệ F2 mới biểu hiện ra, cô lấy ví dụ hoa trắng ở F2 nó mới biểu hiện ra, hay là thân lùn hay là quả vàng ở F2 nó mới được biểu hiện ra mà nó không được biểu hiện F1, thì đây được gọi là tính trạng lặng. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có một số cái khái niệm. Kiểu hình. Kiểu hình là tổ hợp các cái tính trạng của cơ thể. Tính trạng trội là tính trạng được biểu hiện ở F1. Tính trạng lặng là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện. Rồi, cô sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái khái niệm nữa, đó là phép Lai thuận nghịch. Lai thuận nghịch là một cái phép Lai mà dù thay đổi vị trí của bố làm mẹ, hay là thay đổi vị trí của mẹ sang làm bố, thì kết quả phép Lai vẫn không thay đổi. Theo các bạn thấy là hai bên đều cho ra 100% hoa đỏ và ở F2 vẫn là ba hoa đỏ một hoa trắng. Chỉ có thay đổi ví dụ như bố là hoa đỏ, mẹ là hoa trắng, hoặc là thay đổi bố là hoa trắng, mẹ là hoa đỏ, cô thay đổi vị trí của nó nhưng mà cái kết quả phép Lai vẫn không thay đổi thì được gọi là phép Lai thuận nghịch. Được chưa nào? Rồi chúng ta sang phần ba nhỏ, thí nghiệm của Mendel. Thì các bạn nhìn lại cái thí nghiệm này cho cô. Ở P cho hoa màu trắng lai với hoa màu đỏ. Ở F1 thu được 100% hoa màu đỏ. Ở F2 thu được ba hoa đỏ và một hoa trắng. Thì chúng ta sẽ có nhận xét như thế nào? Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản, thì ở F1 thu được 100% hoa màu đỏ, đúng không? Cô nói đó chính là đồng tính. Đồng tính ở đây á, có nghĩa là giống nhau về tính trạng, giống nhau, hoặc là cái tính trạng này nó giống bố hoặc là nó giống mẹ, chứ không phải là đồng tính là giống nhau về giới tính đâu nhá. Vậy thì ở F1 á, thì nó sẽ đồng tính về cái tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 nó có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình là, tỷ lệ trung bình là gì? Là ba hoa đỏ một hoa trắng, hay còn gọi cách khác là ba trội một lặng. Chúng ta sẽ đi vào. Rồi, để hiểu rõ hơn cái phần thí nghiệm này của Mendel á, thì Mendel đã giải thích cái kết quả thí nghiệm của mình. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua cái phần 2 la mã. Mendel giải thích kết quả thí nghiệm. Rồi, ông Mendel này không tin cái quan niệm đương thời. Cái quan niệm lúc đó là người ta sẽ nghĩ là sẽ có sự hòa trộn. Ví dụ như là bố hoa đỏ, mẹ hoa trắng là phải sinh ra con hoa hồng.
Nhưng mà ông ta không tin cái quan điểm này của mình, và đó là một điều đặc biệt trong cái quy luật của Mendel. Thì theo Mendel á, là mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định. Các bạn nhớ là Mendel đặt nó là cặp nhân tố di truyền, nhưng mà sau này ông ta không gọi nó là nhân tố di truyền nữa, ông ta gọi nó là gen, được chưa nào? Và ông ta giả định ở trong cái tế bào sinh dưỡng á, thì các cái nhân tố di truyền này nó sẽ tồn tại thành từng cặp. Và ông ta quy định nè, các cái nhân tố di truyền trội á, mang tính trạng trội á, thì sẽ được quy định bằng các cái chữ cái in hoa, ví dụ như chữ A lớn, chữ B lớn, chữ C lớn, chữ D lớn, chữ E lớn. Còn những cái nhân tố di truyền lặng, mang cái tính trạng lặng á, thì sẽ được quy định bằng các cái chữ cái in thường, A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, được chưa nào? Vậy thì các bạn nhớ là nếu mà cô nói là cặp tính trạng thuần chủng mà nó là thuần chủng về trội á, thì nó sẽ có cái cặp nhân tố di truyền như thế nào? Nó sẽ là A lớn, được chưa nào? Còn thuần chủng lặng thì nó sẽ có cái cặp nhân tố di truyền đó là A nhỏ, được chưa? Rồi. Thì mỗi cái tính trạng do một cái cặp nhân tố di truyền quy định. Do đó, ông ta cho lai tính trạng trội và tính trạng lặng thuần chủng với nhau. Thì tính trạng trội thuần chủng sẽ có cặp nhân tố di truyền đó là A lớn. Tương tự sẽ là A nhỏ được thể hiện cho tính trạng lặng màu trắng. Trong quá trình phát sinh giao tử, chính là tạo ra G. Thì mỗi nhân tố di truyền, trong cái cặp nhân tố di truyền này, nó sẽ đi về một cái giao tử. Thì hai cái chữ A lớn này nó sẽ đi về một loại giao tử, nó sẽ cho ra A lớn và A lớn. Ở đây các em thấy là số lượng là 2 nha. Số lượng là 2, 2 A lớn, nhưng mà số loại là 1, được chưa nào? Tương tự A nhỏ sẽ cho ra A nhỏ. Sự kết hợp của chúng trong quá trình thụ tinh sẽ tạo ra A lớn, A nhỏ. Các bạn thấy tạo ra A lớn, A nhỏ. Và biểu hiện kiểu hình nó chính là hoa đỏ. Tại vì A lớn nó là tính trạng trội, và khi mà xuất hiện A lớn thì nó sẽ mang cái màu sắc của A lớn đó, nên nó sẽ là hoa đỏ. Chưa nào? A lớn là trội thì nó sẽ lấn át hoàn toàn các A nhỏ, nên dù có A lớn và A nhỏ nó ở chung với nhau đi chăng nữa, nhưng mà A nhỏ nó cũng sẽ không biểu hiện ra kiểu hình. Thì tương tự ông ta sẽ đem lai F1 với nhau. Đây, tương tự A lớn A nhỏ nó sẽ cho ra mấy loại giao tử, giống như phần trên cũng cho ra hai loại giao tử. Số lượng là 2 và số loại cũng là 2 luôn. Đó là A lớn và A nhỏ. Bên này cũng vậy, được chưa? Rồi. Thụ tinh lại với nhau qua quá trình F2. Thì các bạn làm giống như là toán lớp 8, các bạn nhân phân phối vào. A lớn của bên này sẽ kết hợp với lại A lớn của bên kia. Thì nó sẽ tạo ra F2 một cái hợp tử là A lớn. A lớn, A nhỏ. Tiếp theo, A nhỏ, A lớn. Nhưng mà A lớn chúng ta sẽ ghi trước, nên chúng ta sẽ có là A lớn, A nhỏ và A nhỏ, A nhỏ. Thì cho nào? Đây là về kiểu gen. Còn về kiểu hình, màu sắc của hoa thì chúng ta sẽ coi thử nó như thế nào. A lớn là một cặp tính trạng trội. Được chưa? Thì nó sẽ biểu hiện ra là hoa. Hoa đỏ. A lớn, A nhỏ thì A lớn cũng là trội luôn, thì nó cũng sẽ là hoa đỏ. Còn A nhỏ đây là một cặp tính trạng lặng, nên nó sẽ cho ra là hoa trắng. Vậy thì quan sát cái thí nghiệm này, hãy nêu cho cô tỷ lệ các loại giao tử ở F1. Các bạn quan sát các loại giao tử được thể hiện bởi chữ gì? Chữ G đúng không nào? Chữ G. Vậy thì các bạn quan sát cái chữ G ở F1, vậy thì nó sẽ tạo ra hai loại giao tử, đó là
A lớn và A nhỏ và tỷ lệ của nó là 1:1. Tỷ lệ loại hợp tử ở F2. Ở F2 các bạn quan sát ở trên cái thí nghiệm này. F2 các bạn ra được là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Thì hai cái A lớn A nhỏ này cô sẽ gộp lại, được chưa? Thì ở F2 cái hợp tử mà cô thu được đó chính là một A lớn A lớn, hai A lớn A nhỏ và một A nhỏ, được chưa nào? Rồi, câu hỏi số 3. Tại sao ở F2 lại có tỷ lệ là một hoa trắng và ba hoa đỏ? F2 nó có cái tỷ lệ này vì sao? Vì cái thể dị hợp là A lớn A nhỏ nó cũng biểu hiện cái kiểu hình trội giống như cái đồng hợp luôn. Nên là cái tỷ lệ của chúng ta là một A lớn, hai A lớn A nhỏ và một A nhỏ thì nó cũng sẽ cho ra là hoa đỏ, hai hoa đỏ và một hoa trắng thì nó sẽ cộng lại là ba hoa đỏ và một hoa trắng, được chưa nào? Rồi, vậy thì quy luật phân ly. Các em ghi cái phần này vào trong tập của mình. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng B. Củng cố kiến thức. Các em cùng làm bài tập nè. Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau, thu được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỷ lệ về kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định. Rồi, thì chúng ta cũng phân tích nè. Ta cho mắt đen và mắt đỏ giao phối với nhau, F1 thu được toàn cá kiếm mắt đen, có nghĩa là mắt đen sẽ là tính tràn trội, được chưa? F2 sẽ có kiểu hình như thế nào? Thì chắc chắn F2 sẽ có kiểu hình là vừa có mắt đen vừa có mắt đỏ, và mắt đỏ chính là tính trạng trần lặng. Là bài giải của cô. F1 cho toàn cá kiếm mắt đen, suy ra mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ là tính trạng lặng. Về quy ước, trội là chúng ta sẽ ký hiệu là chữ in hoa. In hoa, A lớn là mắt đen, A nhỏ là mắt đỏ. Chúng ta sẽ có sơ đồ like như sau. P thuần chủng mắt đen sẽ là A lớn, thuần chủng mắt đỏ sẽ là A lớn, xin lỗi, A nhỏ. Về giao tử, A lớn sẽ cho ra một loại giao tử. Số lượng là hai nhé, nhưng mà số loại là một. A nhỏ sẽ cho ra số loại giao tử là một, đó là A nhỏ. F1, hai cái này thụ tinh với nhau thì sẽ cho ra là A lớn, A nhỏ và nó sẽ có kiểu hình là mắt đen tại vì A lớn là tính tràn trội. Cho F1 like với F1 có nghĩa là A lớn, A nhỏ mới vừa ở trên á, cho like với A lớn, A nhỏ. Thì A lớn A nhỏ nó sẽ cho ra hai loại giao tử, đó là A lớn và A nhỏ, tương tự giống như ở bên này. Trong quá trình thụ tinh thì các cái giao tử này nó sẽ kết hợp ngẫu nhiên lại với nhau thì sẽ cho ra là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Về kiểu hình, A lớn A nhỏ là mắt đen. A lớn là mắt đen và A nhỏ là mắt đỏ, chúng ta gộp lại sẽ cho ra ba mắt đen và một mắt đỏ. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em hãy học bài cũ. Chú ý quy luật phân ly của Mendel. Các em viết được sơ đồ like và giải thích được cái thí nghiệm. Chuẩn bị bài like một cặp tính trạng tiếp theo. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.